Nhà ở bình dân, nếu như được phát triển theo các tiêu chuẩn xanh, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường thông qua giảm tiêu thụ tài nguyên, không chỉ cho chủ đầu tư, khách hàng, mà còn góp phần giải quyết nguồn cung nhà ở một cách bền vững, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, các bên liên quan, đặc biệt là chính phủ, cần phối hợp để cùng thúc đẩy sự phát triển xanh trong phân khúc này, cả về chính sách lẫn ưu đãi tài chính. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế và Tập đoàn Capital House tổ chức hội thảo xanh hóa phân khúc nhà ở bình dân, chi phí và lợi ích với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ. Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về phân khúc nhà ở bình dân. Chú trọng đầu tư phát triển phân khúc nhà ở bình dân sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực, trước hết đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo thành thị, đảm bảo cơ cấu về phát triển nhà ở giá rẻ, bình dân hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh việc phát triển nhà ở cho các phân khúc và các đối tượng khác, đảm bảo phát triển thị trường bất động sản một cách bền vững. Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, triển vọng thị trường nhà ở giá thấp về dài hạn có khả năng diễn biến tốt xuất phát từ những lý do sau đây. Thứ nhất, nhu cầu nhà ở bình dân ngày càng bức thiết bởi cơ cấu dân số nước ta đang bước vào thời kỳ dân số vàng với 70% dân số trong độ tuổi lao động. Sự phát triển của các gia đình trẻ, nhu cầu tách hộ của các gia đình lớn. Việt Nam có mức độ đô thị hóa nhanh với ước tính khoảng 1 triệu dân cư đô thị mỗi năm tăng mới. Dự báo đến năm 2020, khoảng 40% dân số Việt Nam trên tổng số khoảng 100 triệu dân sẽ sống ở khu vực đô thị, thành phố. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2020, các khu vực đô thị lớn, đô thị của cả nước có tới 1,7 triệu người có khó khăn về nhà ở và 1,7 triệu công nhân có nhu cầu ổn định về chỗ ở. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở này, cần phải xây dựng khoảng 700.000 căn hộ. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội đến thời điểm này mới chỉ đạt khoảng 33% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Cần có 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội. Còn theo CBRE, Việt Nam cho rằng 8 đến 9 năm tới, tức là đến năm 2027, vẫn thiếu nhà ở giá rẻ. Thứ ba, nhà nước đã thực sự quan tâm đến thị trường nhà giá thấp. Một số rào cản đã được gỡ bỏ, các ưu đãi đã được ban hành. Ngoài ra, nhiều địa phương khuyến khích việc phát triển nhà ở giá thấp. Một số dự án lớn chuyển hướng từ nhà ở thương mại sang nhà ở giá thấp. Đặc biệt trong thời gian qua, nhận biết được những diễn biến của thị trường, khá nhiều đơn vị phát triển bất động sản đã chủ động thay đổi hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh bằng cách đầu tư sang loại hình căn hộ bình dân. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho thị trường cũng như những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, những vướng mắc khó khăn cả về thể chế, năng lực, chiến lược của các nhà đầu tư cũng như sự kiểm soát nguồn tài chính bất động sản vẫn là những rào cản khiến phân khúc nhà ở này chưa đáp ứng được kỳ vọng. Riêng phân khúc nhà xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, theo ông Chiến, nhà ở giá thấp và trung bình là phân khúc lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà ở dân dụng tại nước ta, nhưng chưa được quan tâm ứng dụng các thiết kế xanh, công nghệ thông minh và tiết kiệm năng lượng. Trong khi đây lại chính là phân khúc có số người sử dụng nhiều nhất, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Đặc biệt, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nhà ở giá thấp và trung bình, phân khúc lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà ở dân dụng tại nước ta chưa được quan tâm ứng dụng các thiết kế xanh, công nghệ thông minh và tiết kiệm năng lượng. Trong khi đây lại chính là phân khúc có số người sử dụng nhiều nhất, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, triển khai các giải pháp xanh tại những công trình nhà ở giá thấp và trung bình sẽ tạo nên những cộng đồng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Đồng thời, công trình xanh còn giúp nhà đầu tư thu được nguồn lợi lớn hơn nhiều so với công trình thường về mặt dài hạn, giúp giải quyết gánh nặng về mặt kinh tế cho người dân có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội và bảo vệ môi trường sống cho toàn nhân loại. Theo chuyên gia của chương trình năng lượng sạch USAID Việt Nam, công trình xanh có thể tiết kiệm tới 50% tiêu thụ năng lượng so với thiết kế ban đầu mà không làm tăng chi phí. Lợi ích rõ ràng nhất của công trình xanh là giảm chi phí vận hành, thường chiếm hơn 8% chi phí đầu tư, qua đó làm tăng giá trị tài sản, mức hoàn vốn đầu tư nhanh, hấp dẫn khách hàng. Tại Đan Mạch, công trình xanh là quy định bắt buộc và phải được áp dụng từ những năm 1960 với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 50% năng lượng tiêu thụ. Năm 2020, Đan Mạch phấn đấu giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các công trình xây dựng xuống mức 0%.
Vì vậy, phát triển công trình xanh cho phân khúc nhà ở giá thấp và trung bình là một xu thế tất yếu cho Việt Nam nhằm hướng tới một tương lai phát triển bền vững của quốc gia. Thực tế, đầu tư công trình xanh đòi hỏi suất đầu tư cao hơn. Vì vậy, trong phân khúc nhà giá thấp và trung bình, rất hiếm chủ đầu tư quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng như Capital House. Chia sẻ kinh nghiệm từ các nước đang phát triển, ông Vũ Hồng Phong, chuyên gia công trình xanh của IFC cho rằng thách thức mà các chủ đầu tư quan ngại đó là việc gia tăng chi phí. Nhưng thực tế thì theo những thống kê của Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng như là các báo cáo của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới thì đã chỉ ra rằng là những cái giải pháp công trình xanh thì nằm ở chi phí phụ trội kiểm soát được là dưới 2%. Có những dự án không tăng nhờ cái cách ứng dụng những cái yếu tố thụ động trong thiết kế cũng như là ứng dụng thông minh các giải pháp thiết kế, tận dụng được những cái thông gió và giảm được bức xạ mặt trời thì không hề tăng, có những dự án đã chứng minh được như vậy. Tuy nhiên thì ngoài cái yếu tố quan ngại về chi phí thì một trong những thách thức khác đến từ người sử dụng, đó là người sử dụng vẫn chưa hình dung ra cái lợi ích rõ ràng của công trình xanh, dẫn tới là khi họ chưa có cái nhu cầu mua nhà xanh. Một cái ví dụ mà tôi đã được biết tại Pháp thì là chính phủ Pháp đã ban hành những cái gói vay cho vay mua nhà công trình xanh với lãi suất bằng không, dẫn tới là nhờ đó thì cái tác động về tài chính và ủng hộ từ chính phủ đã giúp cho người dân là họ cũng không có hiểu biết nhiều lắm về công trình xanh, nhưng khi họ nghe tới là mua nhà xanh được vay với lãi suất 0% thì họ hoàn toàn là đi tìm các cái nguồn mua nhà, dẫn tới là các nhà phát triển bất động sản khi đó thì phải chiều theo người sử dụng, đúng không ạ? Thì đấy là một trong những cái thách thức, một là đến từ việc chi phí gia tăng, quan ngại về chi phí gia tăng, hai là đến từ nhận thức của người sử dụng. Từ kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai dự án Eco Home 3 điểm sáng trên thị trường nhà giá thấp năm 2019 khi đạt được chứng chỉ xanh S, ông Trịnh Tùng Bách, giám đốc ban nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Capital House đã chỉ ra những lợi ích từ việc xanh hóa nhà ở xã hội. Bản thân Capital House thì có rất nhiều kinh nghiệm trong phát triển xanh rồi. Eco Home 3 là dự án là chứng chỉ xanh thứ 5 mà chúng tôi nhận được từ Tổ chức Tài chính Quốc tế. Ngoài ra chúng tôi còn 3 chứng chỉ của Hội đồng Kinh doanh Việt Nam nữa thì tôi không chia sẻ ở đây. Với chứng chỉ này, với những cái bộ tiêu chí này thì đảm bảo cho người dân là ít nhất là tiết kiệm được khoảng 25% về năng lượng, 36% về nước trong quá trình sử dụng. Thì các bạn nhìn thấy một cái công trình vận hành năng lượng hiệu quả hay là tài nguyên hiệu quả thì nhìn vào hai chỉ số quan trọng nhất thôi, tiêu thụ điện và tiêu thụ nước. Ví dụ một tháng bình thường các bạn mất 1 triệu tiền điện thì ở công trình của chúng tôi mất khoảng 750.000, giảm 25%. Như vậy là đấy là cái lợi ích thiết thực nhất cho người dân. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều yếu tố khác nữa mà chúng tôi bổ sung thêm vào. Nó không nằm trong cái bộ tiêu chí S nhưng mà nó là những cái tiêu chuẩn xanh ở trên thế giới. Ví dụ như là hệ thống lọc nước tổng cho toàn bộ dự án để đảm bảo là người dân yên tâm là dùng được nước sạch. Thứ hai là hệ thống những cái cặn bẩn mà xâm nhập vào những cái thiết bị vệ sinh, sen, vòi là hoàn toàn không có. Thì những cái điều đấy chúng tôi đảm bảo. Hay là những cái thiết kế thụ động, đúng không? Đảm bảo ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, cũng như là trồng thêm nhiều cây xanh ngoài quy hoạch, cây xanh trên mái hay là cây xanh ở loja vân vân để đảm bảo là cái chất lượng không khí tốt nhất cho người dân. Nhân sự kiện này, ông Jonas Grander, Phó trưởng Bộ phận Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ thuộc Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đã trao chứng nhận S cho dự án Eco Home 3, cũng như ghi nhận mức hiệu quả sử dụng năng lượng của dự án và các đóng góp của dự án về lợi ích môi trường. Tại phiên thảo luận diễn ra tại sự kiện, các chuyên gia cũng khẳng định công trình xanh sẽ giúp nhà đầu tư thu được nguồn lợi lớn hơn nhiều so với công trình thường về mặt dài hạn, giúp giải quyết gánh nặng về mặt kinh tế cho người dân có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội.